ịch ten lai lung, súp bọt lút, tăng cường sức khỏe phổi và âm, hệ miễn dịch các chất gây ô nhiễm môi trường ngày nay đang phổ biến hơn bao giờ hết. Mặc dù chúng ta có thể kiểm soát rất nhiều khía cạnh của sức khỏe và hạnh phúc của mình, nhưng việc kiểm soát không khí mà chúng ta hít thở lại khó hơn rất nhiều. Các chất ô nhiễm trong không khí ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới và các vấn đề về phổi hiện là một trong những căn bệnh phổ biến nhất COPD, khí phế thủng, ung thư phổi, viêm phế quản hoặc sơ nang đều là những ví dụ về các vấn đề sức khỏe như vậy. Ngoài ra, những người bị sốt, khó thở chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi đau đầu các vấn đề về da và khó tập trung có thể đang bị ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ngay cả ở những nơi không có ô nhiễm không khí rõ ràng các hóa chất độc hại từ đồ nội thất thảm sản phẩm tẩy rửa và chất tẩy giặt đều góp phần gây ra căng thẳng hàng ngày cho cơ thể lá chắn chống lại các tác hại môi trường tăng cường đề kháng phổi lung xúc bọt lút trải qua quá trình nghiên cứu nghiêm ngặt ectenline đã phát triển viên uống bổ phổi lung xúc bọt lút để giúp cơ thể bạn chống lại các chất ô nhiễm môi trường hàng ngày ten Lai Lung xúc bọt lút kết hợp bốn loại nấm dược liệu và chiết xuất hạt nho nguyên chất, đảm bảo cung cấp một luồng oxy lành mạnh đến tất cả các tế bào trong cơ thể của bạn. Điểm đặc biệt nào tạo nên địch ten lai lung giúp bọt lút? Chiết xuất từ bốn loại nấm có dược tính cao đã được sử dụng cho mục đích y học trong nhiều thế kỷ. Viên uống tăng cường sức khỏe phổi lung giúp bọt lút cung cấp cho bạn những lợi ích sức khỏe toàn diện của bốn loại nấm gồm nấm linh chi hữu cơ, đông trùng hạ thảo, nấm chaga và nấm vân chi. Các loại nấm này nổi tiếng với khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể từ hệ miễn dịch một cách tự nhiên, thúc đẩy nâng cao sức khỏe phổi và đường hô hấp khỏe mạnh. Nhiều loại nấm trên thị trường được trồng trong những điều kiện có vấn đề, dẫn đến việc chúng tích tụ chất gây ô nhiễm. Đối với viên uống bổ phổi lung súp bọt lút, Big e đã theo dõi những cây nấm được trồng trong một cơ sở nuôi trồng được chứng nhận 100% hữu cơ và vô trùng ở Hoa Kỳ. Chiết xuất hạt nho cung cấp các đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ để tăng cường hiệu quả của viên uống bổ phổi lung bọt lút hơn nữa. Lai đã thêm một hàm lượng lớn chiết xuất hạt nho New Zealand nguyên chất và có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp phổi và đường hô hấp của bạn có thể trung hòa được các chất ô nhiễm mà bạn hít thở hàng ngày. Được chứng minh hiệu quả và kiểm nghiệm độ an toàn bởi các nhà khoa học, với quá trình nghiên cứu và thử nghiệm sâu rộng bởi các nhà khoa học tại Lai từ đặc điểm nhận dạng thành phần đến sức mạnh loại bỏ các tạp chất vi sinh đến kim loại nặng, bạn sẽ có được viên uống bổ phổi lung Súc Bọt Lút thật sự tối ưu. Lợi ích của ict Lung Súc Bọt Lút, lung Súp bọt lút là một loại thực phẩm bổ sung tự nhiên, mang lại toàn bộ lợi ích mà những loại nấm dược liệu mang lại. Thêm viên uống bổ phổi lung súp bọt lút vào danh sách các viên uống bổ sung hàng ngày của bạn một cách an toàn, hiệu quả để nhận được sự bảo vệ bổ sung và các lợi ích lâu dài. Viên uống lịch ten lai lung súp bọt lút giúp bạn nâng cao khả năng bảo vệ phổi và tăng cường bổ phổi, hỗ trợ kháng viêm đường hô hấp hiệu quả, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp tốt nhất, các bệnh viêm VA, viêm amidan, viêm mũi, họng, viêm phổi, viêm xoang hỗ trợ, tăng cường các chức năng của đường hô hấp, ngăn ngừa các hiện tượng nhiễm độc như người hay mắc những bệnh về phổi, hay uống rượu bia, hút thuốc lá, luôn phải tiếp xúc trong môi trường độc hại. Kiểm soát và hỗ trợ chữa trị bệnh hen suyễn, tăng cường chức năng miễn dịch, hỗ trợ phòng chống cúm mùa dịch, viêm đường hô hấp cấp. Đối tượng cần sử dụng viên bổ phổi Ten Lai Lung giúp bọt lút, người có hệ miễn dịch yếu, đường hô hấp nhạy cảm, đang trong quá trình cai thuốc lá, người vừa bỏ thuốc lá và muốn bảo vệ phổi, đồng thời tăng cường chức năng phổi người có đường hô hấp yếu và muốn tăng cường chức năng đường hô hấp hỗ trợ chữa trị người mắc bệnh hen suyễn dành cho những người làm việc trong môi trường độc hại nhiều khói bụi bẩn hay các hóa chất công nghiệp có thể dùng hỗ trợ điều trị cho người mắc các bệnh về phổi có thể dùng hỗ trợ điều trị cho người mắc bệnh lao phổi điểm độc đáo ở thành phần của lung súp bọt lút ecten chỉ sử dụng những loại nấm chất lượng cao nhất cho viên uống bổ phổi ten lai lung súp bọt lút cụ thể được chứng nhận 100% hữu cơ được chứng nhận bởi người chứng nhận hữu cơ cô sơ được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận ớt cô sơ không chứa thêm chất làm khô chất tạo màu tá dược chất độn hoặc chất bảo quản không chứa nguyên liệu gmo thích hợp cho người ăn chay trường đảm bảo không chứa gluten theo quy định hiện hành của fda hướng dẫn sử dụng ịch ten lai lung giúp bọt lút sử dụng liều lượng 1 đến bốn viên ngày tùy nhu cầu của cơ thể liều lượng một viên ngày giúp phòng ngừa và nâng cao chức năng phổi bạn có thể uống hết số viên vào buổi sáng hoặc tách ra làm hai lần uống hai viên vào buổi sáng và âm hai viên vào buổi chiều tối đối tượng sử dụng viên uống bổ phổi ịch ten lai lung giúp bọt lút, người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Nếu bạn đang mang thai, cho con bú hoặc đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi...